Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cũng rất là lâu rồi thì ngày hôm nay mình mới làm một cái video hướng dẫn về guitar. Thì buổi tối ngày hôm qua mình có đăng một cái đoạn ngắn của bài Pháo Hoa Tiễn Người. Thì thấy mọi người rất là nhiều người xem ấy. Thì nên là ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người solo bài Pháo Hoa Tiễn Người. Nếu như mà mọi người muốn có những cái video hướng dẫn nhiều hơn ấy, thì mọi người nhớ là ủng hộ mình bằng cách là like, đăng ký kênh cũng như là để lại comment. Hoặc là yêu quý hơn thì mọi người có thể donate cho mình. Mình sẽ để cái địa chỉ donate ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn mọi người luôn nhé. Rồi, ở bài này thì mình sẽ kẹp capo ở ngăn 2 nhé mọi người nhé. Đó, bài đàn mình thì đang thấp hơn đàn mọi người nửa cung nên là mình đang kẹp ở ngăn 3. Đàn của mọi người như bình thường thì mọi người cứ kẹp ở ngăn 2 là ok. Nó sẽ giống với mình. Mọi người có thể vào hợp âm chuẩn nhé. Hợp âm chuẩn để tìm cái hợp âm bài này để cho nó dễ học, bởi vì là mình cũng chuyển soạn theo hợp âm mà. Hôm trước thì mình có, buổi tối hôm qua thì mình có đánh một đoạn thôi nên là mình sẽ hướng dẫn mọi người đoạn đó nhé. Mình sẽ vào bài luôn. Đầu tiên là mọi người học cho mình hợp âm đô này, rê này, si này, mi thứ này, đô này. Đó, chỉ thế thôi. Đô, rê, si, mi. Ok, câu đầu tiên là ngày em biết nhớ thương một người. Đó, là đô chuyển sang rê. Câu đầu tiên này, câu đầu tiên mọi người đánh dây 2. Sau đó luyến cái ngón út vào khoang 3 của dây 2. Ngày em, đó, đánh là ngày này. Luyến vào là ngày em. Đó, sau đó ngày em biết. Biết thì mình đánh dây 5 và dây 1. Dây 5 mình sẽ bấm hợp âm đô nhá, nhưng mà bỏ ngón này ra nhá. Đó, ngày em biết. Sau đó đánh dây 1 thêm một lần nữa. Ngày em biết nhớ thương. Đánh dây 1 thêm 2 lần nhá. Ngày em biết nhớ. Đó, sau đó bấm ngón út vào khoang 3 của dây 2. Đánh một lần. Đó, sau đó thả ra đánh một lần. Rồi sau đó về bấm, mọi người bấm cho mình một ngón ở khoang 2 của dây 3. Đánh dây 4 với cả dây 3. Người, đây là người nhá. Đó, ghép cả hai câu này. Đó, sau đó thả ra đánh dây 3 hai lần. Là ngày, đó, là ngày. Sau đó lại bấm vào đánh một lần, bấm vào khoang 2 đánh một lần. Là ngày tôi. Sau đó bấm ngón trỏ lên khoang 3 khoang 2 của dây 5. Biết đánh dây 3 với cả dây 5. Đó, lại này. Xin lỗi nhá, mọi người đánh dây 5 với cả dây 2 nhá. Dây 2 buông. Đó, ngày tôi biết. Rồi, đánh dây 2 với cả dây 5 xong này. Đánh dây 2 với dây 5. Dây 2 buông nhá. Sau đó thì bấm ngón út vào khoang 3 của dây 2 đánh một lần. Ngày em biết. Sắp. Dây 3 khoang 2 là chữ sắp này. Sắp. Sau đó lại bấm vẫn giữ ngón này ở đây nhá. Bây giờ sẽ đánh dây 3 ở khoang 2 này. Xa. Thả ra, đánh dây 3 buông. Đó. Đó, sau đó chuyển về mi thứ. Đánh dây 6 và dây 4. Nó sẽ như này. Đó. Câu tiếp theo là rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời, cùng ai xứng đôi. Đó, thì đầu tiên lại quay về đô. Đang kết thúc ở mi này. Sau đó lại đánh dây 2 và hammer on và luyến vào. Đó, rộn vang giống như câu ngày em biết vừa nãy mình học ấy. Bây giờ là rộn vang tiếng rộn vang. Sau đó bấm về đô, cũng đánh dây 1 và dây 5. Nếu mà mọi người muốn đánh hay hơn thì mọi người có thể giải 5, 3, 2, 1 thật nhanh. Đó, nhưng nó sẽ như này. Đó.
rộn rộn vang tiếng. Đánh dây xong rồi đánh thêm dây một một lần đó, sau đó bấm ngón út vào khoang ba của dây hai đánh một lần, sau đó thả ra đánh dây hai buông một lần đó như này nhá. Sau đó bấm lại bấm một ngón về khoang hai của dây ba đánh dây bốn với cả dây ba đó, đánh dây bốn với dây ba một lần lại đó, sau thả ra đánh dây ba, sau đó lại bấm vào khoang hai, sau đó bấm một ngón về khoang ba của dây hai xứng, sau đó thả ra đánh dây hai buông xứng đôi, sau đó bấm ngón giữa lên khoang ba của dây sáu đánh dây sáu đó, đánh khoang ba dây sáu nó sẽ như này nhé. Đó, sau đó tỉa 4 3 2 6 đó. Rồi câu tiếp theo này, câu tiếp theo nghe như này nhé. Đó, câu tiếp theo này, chúng ta đang kết thúc ở son này rồi, sau đó thì tiếp tục lại harmon vào, lại luyến vào khoang ba của dây hai, sau đó lại về đô. Đó, vạn lần đau đó. Cũng về đô như hai câu trước, sau đó bấm ngón út vào khoang ba của dây hai đánh một lần, sau đánh dây một buông một lần, sau chuyển về thế tay của rê đánh dây 4 3 2 1 nó sẽ như này nhé. Đó, sau đó thả ra đánh dây một này, sau đó dây một khoang hai, sau đó dây một khoang ba đánh với cả dây sáu sẽ như này. Đó, mình sẽ đánh lại này. Đó, rồi sau khi mà đánh dây sáu với dây một xong thì thả ra và đánh bấm về khoang hai đánh một lần, sau thả ra đánh một lần buông, sau đó khoang ba của dây hai đánh một lần đó, sau đó về mi, sau đó về mi đánh dây hai với cả dây sáu nó như này nhé. Đó, dây hai với cả dây sáu, sau đó đánh dây hai thêm một lần, sau đó đánh câu cuối, câu cuối nghe xin nhỉ. Đó, đây là câu cuối của đoạn 1, sau đó mình còn một đoạn nữa. Ok, câu cuối đầu tiên là đánh dây 2, sau đó bấm vào khoang 2 của dây 3 đánh một lần, sau đó về thế tay của đô nhưng mà không bấm ngón trỏ, đánh 4 với cả 5 đó, sau đó thả ngón giữa này ra đánh dây 4 buông, sau đó lại bấm vào đánh 4 khoang 2 đó, nghe nó sẽ như này. Đó, sau đó đánh dây hai thêm một lần, sau đó thả ra bấm về khoang ba của dây khoang hai của dây ba đánh dây bốn với cả dây ba đánh một lần như thế này 4 3, sau đó đánh thêm một lần nữa dây ba kéo lên khoang 4 này. Đó, sau đó thả ra bấm về mi đánh dây 4 với cả dây 6, sau đó đánh dây 5, sau đó đánh 4, đồng thời là kéo dây đánh 4 xong kéo lên khoang 4 nó sẽ như này nhá. Đó, sau đó tiếp tục kéo lên khoang 5 nó sẽ nghe liền, nó sẽ như này. Đó, đó là hết đoạn 1. Rồi tới đoạn thứ hai, đoạn thứ hai câu đầu tiên nghe nó sẽ như này. Đó, thì câu đầu tiên
mọi người đang kết thúc ở mi. Sau đó tiện ngón út mình sẽ bấm luôn xuống khoang 5 của dây 1 đánh. Sau đó slide lên khoang 7. Đó. Slide lên khoang 7, sau đó lại kéo về khoang 5. Nếu mà mọi người không đánh được thì mọi người có thể đánh kéo lên, sau đó bấm về cũng được. Hoặc nếu mọi người đánh được thì kéo lên, thì kéo lên xong rồi kéo về. Đó, sau đó thả ra, bấm ngón trỏ về khoang 3 của dây 5, đánh dây 5 với dây 1. Đây, nó sẽ như này nhá. Rồi, câu tiếp theo lại kéo lên một lần nữa. Nhưng mà lần này sẽ về rê, đánh dây 4, 3, 2, 1 cùng lúc. Đó, nó sẽ như này. Đó, ở giữa cái đoạn kéo lên, sau đó về son, dây 3 khoang 5. Đánh dây 1 với cả dây 5 xong, mọi người có thể tỉa thêm dây 3 nữa. Sau đó mình tiếp tục kéo lên. Đó, nó nghe như này nhá. Đó, 3, sau đó kéo lên. Còn là nếu mọi người không muốn đánh thì cũng được. Đó. Rồi, về rê xong này. Đánh 4, 3, 2, 1 xong này. Sau đó mọi người thả hết ra, đánh dây 2 buông. Sau đó lại bấm vào khoang 3, đánh một lần dây 2, khoang 3. Đó. Sau đó mọi người sẽ bấm thế tay như này cho mình. Mọi người chặn hết khoang 2 của từ dây 5 xuống. Nếu như mà mọi người không chặn được thì mọi người có thể chỉ cần bấm dây 1 với cả dây 5 thôi. Đó. Chỉ cần dây 1 với dây 5 khoang 2 thôi. Ở đây thì mình quen chặn rồi nên là mình sẽ chặn như thế này. Sau đó thì mình sẽ đánh dây 1 với cả dây 5. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ đánh với dây 1 với cả dây 5. Sau đó đánh dây 1 thêm một lần nữa. Sau và luyến cái ngón giữa vào khoang 3 của dây 1. Như thế này nhá. Đó, sau thả ra đánh một lần. Sau đó bấm ngón giữa lên khoang 3 của dây 2. Đó, sau về mi. Đánh dây 6 với cả dây 3. À, dây 2, 6 với cả 2. Nghe như thế này nhá. Đó. Câu tiếp theo này. Nghe nó như thế này nhá. Đó. Đang ở mi rồi này. Tiếp theo mọi người đánh dây 2. Sau đó bấm vào dây 3, khoang 3 dây 2. Sau đó về đô, đánh dây 1 với cả dây 5. Đô như này nhá, đô bỏ cái này ra nhá. Rồi, mình đánh lại này. Đó. Sau đó tiếp tục bấm ngón út vào khoang 2 của dây, khoang 3 của dây 2. Đánh một lần, sau đó đánh dây 1. Sau đó về rê, đánh 4, 3, 2, 1. Nghe nó như này. Đó. Mình đánh lại này. Đó, sau đó đánh dây 2 thì khoảng 3. Rồi chuyển về mi. Đánh dây 2 buông với cả dây 6. Sau đó lại đánh 4, đánh 5. 4, sau đó kéo lên như vừa nãy. Đó, sau đó đánh dây 2. Sau đó bấm ngón giữa vào khoảng 2 của dây 3. Đó. Sau đó về đô bỏ ngón dưới. Đánh dây 4 với cả dây 5. Đó, như thế này nhá. Đó, sau đó lặp lại 2 và khoang 3 dây 2. À, khoang 2 dây 3. Sau đó mọi người bấm thế tay như thế này cho mình. Ngón trỏ ở khoang 2 của dây 5 và ngón út ở khoang 4 của dây 4. Đánh dây 4 với dây 5. Đó. Cả câu lại này. Đánh dây 4 với dây 5 xong này. Sau đó thì mọi người đánh dây 3 buông. Sau đó đánh dây 3 khoang 2 này nhá. Đó, sau lại bấm ngón, vẫn giữ ngón này ở đây cũng được, hoặc là mọi người thả ra. Sau đó bây giờ bấm vào cũng được, như này nhá. Sau đó mọi người đánh như này cũng được. Và mọi người đánh xong, sau mọi người thả hết ra cũng được. Đó.
dây 203 xong này, dây 3 khoang 2 xong này. Sau đó mọi người bấm ngón trỏ vào khoang 2 của dây 5 nhé, đánh dây 2 với cả dây 5. Sau đó khoang 3 của dây, đánh dây 2 với dây 5, dây 2 buông. Sau đó bấm ngón trỏ, ngón út vào khoang 3 của dây 2. Đó. Sau đó đánh dây 3 khoang 2. Đó. Sau đó bỏ ra đánh dây 3 buông. Sau đó đánh mi, về mi đánh dây 4 và dây 6. Đó. Nghe cả câu lại nó sẽ như này. Đó, sau đó đánh dây 1, đánh dây 2 buông. Sau đó lại bấm ngón út vào, ngón giữa vào khoang 2 của dây 3. Sau đó về đô, bỏ ngón dưới. Nó giống như câu kết của đoạn 1 ấy. Sau đó thả ra, đánh dây 4 buông. Sau đó bấm vào. Sau đó đánh dây, bấm vào đánh một lần, sau đó đánh dây 2. Sau đó về rê, đánh 4 với cả 3. Sau đó đánh thêm một lần dây 3, kéo lên khoang 4. Sau đó về mi, đánh 4 với cả 5, 4 với cả 6. Rồi đánh 4, rồi đánh 5, 4, kéo lên. Như bản mình đánh thì mình sẽ kết bằng hai câu này. Sau đó mình sẽ đánh thêm một lần. Hoặc là mọi người có thể kết bằng harmonic hoặc 12 cũng được. À, ok. Đó, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn qua mọi người cái bài Pháo Hoa Tiễn Người. Thì thực sự là khoảng thời gian này thì mình không có nhiều thời gian, thế nên là mình sẽ hướng dẫn rất là vội. Và có nhiều đoạn mình nói nhầm thì mọi người thông cảm cho mình nhé. Và nếu mà mọi người thấy video này có ích thì mọi người nhớ là ủng hộ mình bằng cách là like, đăng ký kênh và để lại comment. Đặc biệt hơn nếu bạn nào muốn thêm động lực cho mình ra những video tiếp theo thì mọi người có thể donate mình. Mình sẽ để cái link mô tả cái chi tiết để donate cho mình ở phía bên dưới mô tả nhé. Cảm ơn mọi người xem video của mình. Hẹn mọi người trong những cái video hướng dẫn tiếp theo. Xin chào.